Hướng dẫn sử dụng máy trà sàn HC52. Hai cần hai bên là cần khởi động. Khi khởi động thì phải ấn cái nút này vô. Ấn nút này vô thì mới khởi động được. Còn đây là cần để nâng hạ cái cần đây, nâng hạ. Rồi. Còn đây là nút điều chỉnh nước da, có chất da. Khi gắn bàn chải vào thì đây có ba nha. Đây ba cái kẽ đây. Mình sẽ gắn vô đây. Đó, mình lắc qua cho nó dính vô mấy cái ngàm này. Đó, nó dính vô mấy cái ngàm này. Khi mà sử dụng thì phải hạ cái cần cho nó vừa tầm với tay của mình đây. Thank you.